Chúng ta xem xét giải trí với cái bài toán sau, tìm cái tổng SN theo N, tổng Y chạy từ 1 đến N. Thì chúng ta có các cái kỹ thuật xoay phân để tìm được cái tổng này. Tuy nhiên ở đây chúng ta sử dụng các công cụ về giải tích để tìm cái tổng này. Thì chúng ta nhận ra cái con Y này sẽ giống như là có vai trò giống như x, y nhân cho x mũ y trừ 1 tẩy bằng 1. Chúng ta có thể thay thế viết nó như là giới hạn x tiến đến 1, y nhân cho x mũ y trừ 1. Thì này chính là giới hạn x tiến đến 1, đạo hàm của x mũ y. Bằng cách đó chúng ta có thể viết được lại xn như là một cái tổng của các cái giới hạn và đạo hàm y chạy từ 1 đến n, giới hạn y tiến đến 1 nhân y tất cả đạo hàm y tỷ đạo hàm. Thì ở đây chúng ta có, đây là tổng hữu hạn của các cái giới hạn, chúng ta có thể đổi thứ tự của tổng và giới hạn, chính là lim tiến đến 1 tổng y chạy từ 1 đến n y. Và chúng ta thấy được rằng là đây là tổng của các đạo hàm, tổng hữu hạn, do đó tổng các đạo hàm này chính là đạo hàm của tổng luôn, giới hạn y tiến đến 1 đạo hàm của tổng này y chạy từ 1 đến n y mũ y. Và lúc này chúng ta lưu ý rằng chúng ta có này cũng chính là đạo hàm của tổng y chạy từ 0 đến n. Ở đây chúng ta quy ước x mũ y mũ 0 bằng 1. Thì đây chính là tổng cấp số nhân. Và tổng cấp số nhân này được tính chính là x mũ n cộng 1 trừ 1 trên x trừ 1. X mũ n cộng 1 trừ 1 trên cho x trừ 1 bằng đạo hàm này nó sẽ bằng là n cộng 1 x mũ n trừ cho nhầm n nhân x mũ n cộng 1 trừ cho n cộng 1 x cộng 1 trên cho x trừ 1 tất cả mũ 2. Nhớ là trong cái tổng này đang sẽ khác 1 ha, tổng này nó bằng như này. Và lúc này chúng ta lưu ý rằng là giới hạn này có dạng vô định 0 trên 0, chúng ta có thể dùng quy tắc L'Hôpital để tính ha. Thứ nhất, n nhân n cộng 1 nhân x mũ n trừ cho n cộng 1 nhân n x mũ n trừ 1 trên cho 2 2 trên cho 2 lần x trừ 1. Tiếp tục, giới hạn này có dạng vô định 0 trên 0, ta dùng quy tắc L'Hôpital lần nữa. N trừ 1 à, như vậy chúng ta đến đây giới hạn chúng ta xác định thế trực tiếp thì nó kết quả nó sẽ bằng là n n cộng 1 mặt phân tử chung, bên trong này chính là
n trừ cho n trừ 1 trên 2. Thì kết quả nó chính là n nhân n 1 trên 2. Thật ra ở đây chúng ta đã sử dụng các cái quy tắc liên quan giới hạn, quy tắc liên quan đạo hàm, và chúng ta sử dụng quy tắc L'Hôpital để tìm giới hạn này. Thì cái bài toán này chỉ mang tính chất giải trí là chính. Tính toán như này chỉ là mang tính chất giải trí, dùng L'Hôpital tận 2 lần.